Chuyện hôm nay tao sang đây, tao mang tiền sang tao bồi thường cho mày. Vì thằng Dũng nó đánh mày, đầu mày như thế này. Còn tao với Như đã cưới nhau rồi, thì đừng bao giờ liên quan đến tao với Như nữa. Còn tiền tao trả mày gì, tao sẽ trả mày cái tiền đống tiền như này. Đừng liên quan đến gia đình tao và đừng động chạm đến Dũng nữa. Biết chưa? Mày lại còn gì bây giờ đây? Mày làm gì đây? Mày làm gì đấy? Mày làm gì đấy? Mày làm gì đấy? Mày làm gì nào? Ôi thôi! Mày đến cho tao mà thực hiện cái gì? Kiên nó vừa đến nhà nó tháo cổng phá nát hết nhà của mình. Ôi, nó vừa chạy xe sang kia nhở? Hay để anh đi tìm cho nó trận. Không đâu, em cũng sao, may em khóa cổng kính anh nó không vào nhà em được. Trời ơi, nó chạy về nhà rồi anh ạ. Mấy anh chó em là ai, là mấy thằng kia đấy á? Vâng, thằng kia với lại cả thằng Mạnh ấy, tất cả anh em nói. Mạnh à, nó chứ, chẳng nhẽ anh bây giờ để anh sang anh cho nó, anh là nó đi lên viện cùng cả nó một thể luôn. Thôi anh ơi, bây giờ em không muốn đánh nhau đâu, bây sang đánh nhau ấy. Bây giờ phải đi sang cho nó luôn anh ạ, bây giờ em đang cay lắm rồi. Nó đang phá nhà mình như thế. Nhưng mà bây giờ xe là chúng mày đánh nhau ấm lên à, lại đánh nhau tiếp. Em cứ bình tĩnh, anh sang này, anh xem là nó bây giờ chân tay đầu óc nó như thế xem nó làm được gì không. Bây giờ anh như thế này, anh sang nó đối giám động với anh này. Ôi, em nghĩ là thôi, hay là mình sang mình trả tiền cho nó xong đi. Sang bồi thường nó một vài đồng cho nó xong đi. Bồi thường cái lỗi gì nó, bây giờ mình có làm gì sai đâu phải bồi thường chứ. Bây giờ mày đánh nó vỡ vào đầu như kia mà không bồi thường à? Nhưng mà bây giờ em cứ để anh sang đấy, anh xem là nó dám làm gì hay không. Bây giờ anh phải giúp sang. Bây giờ rồi, em đi cùng luôn đi. Bây giờ đầu nó bị thương như này nó không làm gì được mình đâu nhở. Ừ, thế anh cho mày sang. Đi. Nhưng mà mày đánh, bị đánh thì sao không? Không, em không bị đánh, em không sao. Ôi, chứ nó bảo cái gì phải cẩn thận nữa chứ. Dạ, xem chân tay đó cũng như thế, xem anh em nó dám làm gì. Đi. Đi đâu ạ? Sao người ta làm cái gì anh? Thằng này đánh em tao hả? Đánh thì nó láo, đánh em tôi đây. Láo cái gì? Em tao phải đánh ngoan lên đi của chúng mày nó mới láo ấy. Ngoan cái gì rồi đó ạ? Chúng nó mới sao? Nhà mình nhỏ hơn chị ạ. Anh cứ từ từ anh ạ, anh cứ ngồi im mình tính đã. Cái bản mặt của mày ấy, cái thân thể của mày đang què quặt đi. Anh em nhà mày tự mà chăm sóc nhau đi. Bây giờ còn sang nhà tao để mà còn đe dọa em tao mà ăn vạ nữa. Này tao nói cho chúng mày biết nhá, anh tao đang bị như này nhá. Chúng mày tha anh tao đi, đừng có mà sang đây mà chửi bới nữa. Anh tao mệt lắm rồi đấy. Thằng anh mày bị vỡ đầu rồi, chúng mày chưa sợ à? Hay là chúng mày muốn bị vỡ đầu sang anh mày? Mày xem anh đi, em mày đối xử với tao như nào? Vì thằng em của mày đấy. Vì chúng mày hiểu chưa? Thì tao mới ra đến lỗi như này. Mày xem cái loại bộ mặt của mày như nào ấy, mới tao đối xử với mày như thế nhá. Mày im mồm đi. Mày ở ăn ở đây biết bao nhiêu năm, xong rồi bây giờ mày quay lại như thế à? Anh bây giờ đấy, anh Kiên chúng mày làm như thế với anh tao, xong bây giờ chúng mày còn đến đây cả khi à? Anh ơi thôi đừng nghe lời chúng nó làm cái gì nữa. Anh ạ, chúng nó đến đây chúng nó cả khi anh nói tức lên rồi. Chúng mày anh đừng làm nghỉ đi. Chúng mày ấy, cút về đây, chúng mày sang đây làm cái gì? Thằng kia mà rủi mày lấy trong khi đó chúng mày vào nhà tao, chúng mày vào nhà như kiểu là mẹ chó chạy rông ấy, tại sao tao cũng đến đây? Đây mày nhìn anh tao này, đấy chúng mày làm gì anh tao đấy? Vì mày đấy. Tại sao vì tao? Tao có làm cái gì đâu mà? Nếu mày không yêu tao nữa, mày không còn tình cảm gì với tao nữa ấy, thì tao xin mày, mày đừng làm tao khổ nữa, tao đủ khổ lắm rồi. Này, tao thấy mày tự mày khổ chứ mày khổ vì ai? Đúng rồi. Tại à, anh luôn ăn tại em này. Đấy, cái mặt bản mặt là cái thằng này, anh em là thằng này này, toàn tự làm khổ mình, xong đây đi đổ tội cho người khác, ăn vạ. Tao không phải làm vừa này đang khỏe. Anh đại ơi, anh ơi bình tĩnh. Không nên chấp những cái kẻ đó mới không ổn định nghe ạ. Không nên chấp những cái đó mới ổn định. Kẻ nó đi nó. Này, bà không yêu anh tôi nữa, bà đừng có làm như thế. Anh tôi đang bị như này này. Này, chúng mày còn đến đây làm cái gì? Này, tôi nói cho mày biết này. Anh mày đi như thế nào đúng thì kệ mẹ nhà gia đình nhà mày, tao không quan tâm. Tao chỉ quan tâm là anh em nhà mày sang phá hoại nhà tao và làm hại đến mình Dũng. Này, nhưng mà mày phải biết đấy, thằng em mày sang nhà tao như nào. Với cả thằng em mày, với cả tất cả chúng mày âm mưu gia đình người ta như nào, chúng mày hãm hại gia đình người ta như nào. Hãm hại gia đình người ta như nào, xuống. Còn đã 500 triệu ấy, tao và anh Quang đã giật tay mày rồi, tao chậm đã xong. Còn xe ô tô ấy, xe của tao, tao lấy lại được bình thường. Mày đừng có cố lại như thế nữa, mày đưa tiền tao, toàn tiền nó phủ nhá. Này, tao đã bảo rồi, tao với anh Quang đưa mày 500 triệu, mày nhìn tận tay rồi, nên là quân là rẻ rồi nhá.
đừng có kiểu như chó nhây, bài suốt thôi. Là thì cứ đến đây mà nói linh tinh nhá. Lại nhà chúng mày mà đưa tiền thật cho anh em tao cháu ở dây xưa đến nhà mày làm cái gì cả. Tao nói cho bạn mặt anh em mày biết này, còn thôi. Chuyện hôm nay tao sang đây, tao mang tiền sang tao bồi thường cho mày. Vì thằng Dũng nó đánh mày, đầu mày như thế này. Còn tao với Thu đã cưới nhau rồi, thì đừng bao giờ liên quan đến tao với Thu nữa. Còn tiền tao trả mày thế, tao sẽ trả mày cái tiền đống tiền như này. Đừng liên quan đến gia đình tao và đừng gặp chạy thằng Dũng nữa. Chưa chưa, bữa này còn gì bây giờ đây anh? Đầu nó đang bị nặng như thế này nó còn chê bố cứ là đồ điên. Thế thì người ta bảo là điên thì mình chê tiền anh ạ. Mẹ chúng mà sai là chúng mày cút nhanh đi. Chúng mình là người bình thường, chúng mình không chê tiền. Sang nhà mình thì cầm tiền ăn vã rồi. Đấy Dũng thấy chưa? Sang đưa tiền cho nó. Mẹ mày để cho nó có tiền chữa trị cho anh em nó đỡ ăn vạ. Mà đưa đấy. Một đống tiền như thế này còn chê, chê lên chê xuống. Xong rồi suốt ngày cứ sang nhà mình ăn vạ. Ông bà đòi tiền, đòi tiền. Ừ. Mà thằng Mạnh với thằng Tú ấy nó lắm mồm quá khi cho chúng nó vài chai nó bắt đầu cho nó cho in cùng một thẻ. Cho mẹ con nó chăm nhau ấy. Đúng rồi. Đấy, chắc lần sau có thế cho nó luôn. Nhà thì nghèo, mẹ vứt cho một đống tiền bày đặt chê chê. Đấy chê chê xin điên anh ạ. Bởi vì này như này. Thằng anh nó vẫn còn kỳ tính sĩ diện ấy, vẫn tự cao ấy. Đấy. Nên là thôi, lần sau mà sang mà ăn vạ đòi tiền nhà mình ý, thì mình cứ bảo cái chuyện như thế này. Ờ đúng rồi, đưa tiền thì nó không lấy thì bây giờ nó phải chịu thôi. Đúng rồi, đưa tiền không lấy thôi. Mình đã chứ. Có lòng thương người, mình sang mình bồi thường cho một tí tiền rồi mà còn không nhận. Bố thí chứ mình gọi thế cho nó nhục nhã đi, cái vạ nó chỉ như thế thôi. Chứ không đến lúc nó lại ăn vạ nó bảo là thằng Dũng nhảy em mà đánh nó. Sau mà nó mà sang em cứ nói như thế Dũng, vâng, hiểu nhá. Em cứ nói thế thôi, bảo đưa tiền không trả không lấy thì thôi anh ạ.
có gì thì cứ bảo anh và chị nhá. Đấy, tiền Long thì nhà thì đã nghèo kết xác, anh em thì đã đâu có tiền. Đấy. Xong bây giờ đệ đầu đã bị như thế, tốn bao nhiêu tiền? Đây mình gọi là thôi, mình gọi là sang bố thí cho tí tiền để cho nó có cái tiền mà nó có chữa trị. Nhưng mà loại cái loại này nó trẻo chơi nhau, vẫn kiểu là gia đình nhà nó kiểu như là mình giàu lắm ý. Mà mọi người phải hiểu là cái thằng này bây giờ đầu óc nó như thế, chẳng con là dám lấy nó đâu. Nên là nó có cái gì mà nó bảo là bây giờ nó muốn quay lại với mình, xong rồi là mình nó yêu nhau. Mọi người phải hiểu là bây giờ mình với anh Quang ấy cưới nhau vợ rồi, chồng rồi. Chúng mình nên gọi lên vợ lên chồng rồi. Mình làm sao mà mình có lại thằng kia được, làm sao mình có tình cảm thằng kia được. Cái thằng đấy thì phải lên xem lại bản thân của nó. Đúng rồi ạ. Mẹ vừa ném một chân anh đau quá. Thế ném chân cưng anh ạ. Anh ngã luôn đấy. Nó ném bia, không sao, may quá mà quần dài, áo dài, không lẽ nó ném vào mọi người, may ném nó vào mặt. Đứa động cái thằng điên này mình nghĩ sợ hơi luôn đấy. Thằng điên mà thằng này bây giờ rồi là nó đang bị ảnh hưởng ngã là nó hơi hâm hâm mà. Đúng thật. Thôi bây giờ chúng mình đi về nhà đi. Thôi giờ đi về nhá. Đi về nhá. Đi về đi. Mở cửa đây nhá.